Những ngày đầu ở Hà Lan của mình là những ngày mà mình bắt đầu chương mới của cuộc đời. Thực ra mình cũng không đặt kỳ vọng quá cao, tại vì mình biết là nếu mà kỳ vọng cao thì sẽ thất vọng càng nhiều. Nên là mặc dù có thể cuộc sống du học của mình không chỉ có màu hồng mà còn có màu xám nữa, nhưng mà mình đón nhận tất cả các gam màu của cuộc sống với một tâm thế tích cực nhất. Kể cả chẳng may có đi lạc đường thì mình vẫn rất là enjoy, bởi vì biết đâu mình lại tìm ra một lối đi mới thì sao. Nếu có ai đó hỏi mình có nhớ nhà không thì câu trả lời chắc chắn là có rồi. Nhưng mà mình thực sự là may mắn vì mình vẫn luôn có những người bạn tốt ở đây, thêm cả những người bạn mới tại Hà Lan, và tất nhiên thì mình cũng là một người bạn của chính mình nữa. Hello, một ngày mới lại đến và hôm nay thì mình sẽ đi shopping cùng với em Chip để mua một số vật dụng cho cái phòng này, tại vì nó cũng chưa đủ lắm ấy. Chủ yếu là mình sẽ mua cái gương, tại vì phòng này chưa có gương mọi người ạ. Mình kiểu vừa make up vừa phải soi một cái gương bé tí, khá là bất tiện. Nên là đi cùng mình nha, hôm nay là ngày đầu tiên là mình sẽ được đi chơi ở Hà Lan. Em mặc dù thời tiết ở Hà Lan nó cũng trong lành thật nhưng mà mình vẫn bị xoang mọi người ạ. Mình cứ tưởng là sang đây mình sẽ khỏi xoang nhưng mà không. Sau lúc về em sẽ cho chị đi xoang. Xoang thích chị ạ. Đi đâu? Đi bài cơ. Kinh thật. Đi chơi đâu? Ôi, tắt chị một tí mà chị. Ừ. Chị nhộm lại đấy. Hello mọi Hello. Người. Ôi ngại. Đây là em Chip mà mình đã quen từ Việt Nam, cũng học cùng trường mình, và em Chip đã chuẩn bị đi chơi với mình. Hello mọi người. Ôi, hãy vãi chị à. Không sao đâu, rồi sẽ quen thôi. Ôi, hôm nay mình sẽ đi chơi ở đâu hả Chip ơi? Mình sẽ đi ra trung tâm thành phố mọi người ạ. Thời tiết Hà Lan mình cứ tưởng là nóng xuyên hôm qua nhưng mà thật ra là rất là lạnh. Lạnh lạnh rồi chị nhỉ? Ừ, lạnh xe xe là thích quá. Ôi chị thích quá. Thôi bây giờ mình sẽ đợi bus và chuẩn bị đi đây. Bắt đầu. Bus tới rồi. Từ nhà mình đến khu trung tâm thì chỉ mất tầm gần 10 phút đi tram thôi, rất là nhanh. Chỉ cách có còn 2 cây thôi mà. Nhưng mà nếu đi bộ thì lại hơi bị xa, nên là mình đã chọn đi xe buýt. Tram này mọi người. Chơi đồ chơi ấy. Cái này mình đang ở khu trung tâm rồi này mọi người ơi. Nhưng mà trung tâm nó cũng không đông bằng Hà Nội ở chỗ bình thường. Nó vẫn rất vắng. Mặc dù mục tiêu chính của hôm nay là đi mua gương, nhưng mà mình vẫn đi với tâm thế là thấy cái gì đẹp thì mình sẽ rẽ vào xem. Chỉ xem thôi. Tại vì đây cũng là lần đầu tiên mà mình lên khu trung tâm nên là cái gì cũng mới. Quần đấy dài nhờ chị nhỏ. Quần thì chắc không mua được ở đây rồi. Chip 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 chip. Chip chip chip. Chip ơi. Quần trong đây trông xinh nhờ chị nhỏ. Như có phải lên video mình nhỏ lên không chị? Đâu, nhưng mà lên video kiểu mình không đánh so đi. Nhờ. Woke up in the cold sweat, terrified. Sweat tears by the low light of my eye. Nhưng mà cái này để làm gì cơ? Để tính tiền. Nhưng mà kiểu để làm sao mà nó nghe. Ôi giời. Ôi mãi. Đấy. Ôi. Thật kỳ ấy, nó có chip hay gì nhỉ? Đây có cái máy gì quét đâu. Nó hiện ra được hai cái chip mua. Cho thẻ vào đây thì sẽ thanh toán được. À, tự thanh toán. Wow. Ê, hay đấy, hay đấy. Việt Nam học tập nha. Cho những ai thắc mắc về đồ quần áo ở đây có đắt không thì mình thấy là nó không quá là đắt ấy. Kiểu so với mức sống ở bên này thì những cái đồ của Pull and Bear hoặc là H&M thì nó cũng vừa tầm. Ví dụ một cái áo sweater chẳng hạn thì nó sẽ tầm 19-20 euro ấy. Cũng ok mà đúng không? Ôi, đầu tiên là chạm vào bát bom thật đấy chị ạ. Oh my god, so cute. Oh. Ôi, hay đấy. Ôi, đây quả cà chua. À, quả táo. Ui, đây là dầu gội. Thì đây dầu gội ạ. Dầu gội kiểu gì nhỉ? Em Linh mà hôm đi dán visa đã gặp nhau rồi, hôm nay gặp lại, trời ơi, trái đất rất là tròn. Hôm đấy xong rồi chị có thấy em comment trong cái video TikTok của chị. À thế á?
sinh nhỉ? Vâng. Sao người ta lại treo mũ trên này? Em không biết. Ủa. Ở khu trung tâm có một cái con phố kiểu như là tập hợp tất cả các brand nổi tiếng ấy. Xong rồi nó có treo những cái mũ ở trên trần nhà mà mình không hiểu là để làm gì. Có ai biết không? Tại vì mình cũng hơi lười cho Google ấy, nhưng mà có ai biết thì hãy comment nha. Lượn lờ chỗ Apple xong thì chúng mình quyết định đi ăn. Đến Hà Lan nhưng mà lại chọn ăn một món Nhật Bản, đó chính là bánh cá Taiyaki. The bestseller miso anko is miso paste and anko mix, so it's sweet and salty. Some people really like this. Mm. And matcha cream, custard cream, almost same, the second set. Can I film it? Nắng quá đây. Ăn uống no nê xong thì chúng mình lại tiếp tục đi dạo phố, tại vì đi mãi cũng không hết mấy cái phố ở đây đâu. Tình cờ chúng mình đi qua một cái nhà kiểu rất là vibe châu Âu luôn. Không biết là cái gì nhưng mà cứ thấy đẹp thì là đi vào. Vào luôn. Hóa ra đấy là một cái nhà thờ mà kiểu mở cửa cho tất cả mọi người, ai cũng có thể vào được ý. Xung quanh còn có sân cỏ thích cực. Chính ra đi chơi theo cái kiểu tâm thế vô định như thế này lại hay nhỉ. À, nhà thờ chị ạ. Đây là lời của Chúa. Một cân 700. Mua tại đấy đắt hơn thì phải. Nhưng mà coffee shop không phải là coffee shop đâu, mà nó là coffee shop. Bây giờ chị vào thử ấy, chị là một con tăng. Can I have one original milk tea? Less sugar. Ủa, alo. Chết rồi. Chị kiểu em bị chạm vào trong giỏi. Ôi, có nghe nó bị băng ở đây. Ồ, nó bị băng rồi. Bất ổn quá. Thật đúng không chị ạ? Ừ. Mới tạo con xe mọi người ạ. Được không? Mọi người chờ bên nào? Đi xe đạp thấy mọi người vất vả quá, mỏi quá. Ủa, mình đi xa phết nhở? Bây giờ chúng mình sẽ đi mua đồ Action. Tại vì IKEA quá xa. Mua mấy mua tạm đây đã, làm nhà IKEA chơi. Tạm. Cây giả đúng không? Cây giả mọi người ạ. Không. Cái này chẳng có mùi gì thế. Chị ngửi thử mấy cái không? Mà lọ không xinh. Đúng không, lọ không xinh chị nhỉ? Bây giờ có vẻ giống cái hồi xưa mình hay giả mắt tay chị. Đúng rồi. Cái này quá to. Mặt nạ công chúa. Đồ đây rất rẻ cho mọi người. Không phải đắt đâu. Bố mẹ ơi, nếu bố mẹ xem được cái này thì hãy yên tâm vì con sống tốt. Đồ rất rẻ. Mình cứ như người bán hàng ấy. Thank you.
Thế là xong một ngày đầu ở Hà Lan của mình khá là năng suất, tại vì hôm nay đi được tận tầm 6-7 cây cô đi bộ ý. Nhưng mà chả hiểu sao mình chả thấy mệt gì hết ý, mình chỉ thấy thích thôi. Xong rồi mình về nghỉ ngơi, sắp xếp đồ đạc các thứ. Và mọi người hãy xem tiếp để đến ngày 2 của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ đi đến Rotterdam để thăm bóng. Và bây giờ mình đang ở chỗ ga Den Haag HX, kiểu siêu gần nhà mình luôn. Và mọi người xung quanh đang không hiểu mình nói gì hết, nhưng mặc dù mình vẫn đang vlog rất là thản nhiên. Nhưng mà ở đây sướng vãi, kiểu không ai quan tâm bạn sẽ làm gì đâu, nên là cứ làm thôi. Tính dễ vãi, kiểu đi lên tầng là thấy ngay. Đây chỉ là một bãi đất trống thôi mọi người, nhưng mà nó vẫn đẹp nên thôi ngồi tạm đây. Hôm qua tao lên Central đấy, nhưng mà tao là được dẫn đi, không tạm chả biết gì. Nhưng ở đây một tuần là biết hết rồi, em chết hôm qua cũng biết hết. Dạ. Ồ, chị bảo là đi, à quên nhầm, Diệp bảo là đi trong thành phố không cần min. Thì câu chuyện là mỗi lần mà đi lên tram ấy thì chúng mình sẽ phải tít cái thẻ, và nó sẽ phải hiện lên một dòng chữ là chúng mình đã tít cái thẻ rồi. Thế nhưng mà lúc mà bạn mình lên thì nó lại hiện ra cái gì ấy, kiểu có hình tam giác xong rồi dấu chấm than ấy, nó là biểu tượng của sự nguy hiểm đúng không? Đấy, xong cái lúc đấy lại còn phát hiện ra là mình đi ngược tram nữa. Xong rồi cũng không có ai ở đấy để hỏi, thế là hai đứa sợ quá phải nhảy xuống tram luôn. Nhưng mà cuối cùng thì phát hiện ra là trong thẻ vẫn còn tiền, và cái máy đấy nó bị làm sao ấy. Lúc sau lên tàu thì họ một bác, ba cái bạn là hiện cái chữ đấy cũng được, không có vấn đề gì hết, chúng mày cứ đi đi. Mày, thì là lại yên tâm đi tiếp. Mày tốc có bao tiền đấy, mày còn 10 e này. Giàn nàng, nhưng mà vui. Tao tưởng mày tốc có 10 e. Tốc có 10 e. Sao mày còn nhiều hơn có 10 e này? Nữa. Câu chuyện là chúng ta đã lên đúng tàu, đúng số. Đúng số tàu. Nhưng mà ngược. Nhưng mà hay là... đấy phải ngược không nhỉ? Ê, sao nhiều người Việt Nam hết, chứ người Việt Nam không? Giống giống hello bạn ơi. Ê. Đây nha mọi người, chúng ta phải lên cái tàu này nha. Sau một hồi chật vật thì chúng ta đã đi đúng tàu rồi. Ai giờ cũng phải lặng câu đấy, điều rất bình thường, bình tĩnh. Thẻ của chúng mình vẫn còn rất nhiều tiền, chúng mình cứ tàu hết rồi. Nhưng mà khi nào mà tao về tao vẫn phải... Không đủ. Về thì chỉ 10 thôi. Hôm qua đi B&B. Nhiều đồ xinh cục. Rẻ nữa, cũng không đắt đâu. Chắc là khu này đấy. Tại vì có hát mở này. Thế là có hát mở nữa ra xem. Mọi người ơi, gọi cuốn chả giò bánh mì ma ma hồng. Ăn bánh mì không? Ồ,
90.000. Yeah. Đặc biệt nha. Bánh mì quá đắt. Bánh mì thành phố nào nào? Hà Nội. Nha Trang, Hà Nội. Hà Nội. Vĩnh Long. Anh nhưng mà Hà Nội là vegetable rich, tức là Hà Nội rất nhiều rau. Hay Sài Gòn đi. Cái này là làm cho người Hà Lan á vậy. Thân thương quá. Chuyện trong ngò đấy mọi người. Trông, trông đi kiểu ăn xúc xích em á. That's not the way we eat that. Dip in bạn nước mắm chứ. Why? What is this? I have no idea. Chili sauce? Yeah. You wanna try first? How you try first? Ôi bánh mì ở đây như kiểu hamburger ấy. Ngon không? Cũng đúng đó. Đó, bên trong đó. Đây là vị gà. Gà đúng không? Đâu đấy. Chấm 8/10. Chắc tại mình đói nữa. Nên là cũng được. Ôi nhìn cái mẹ này mẹ ơi. Ôi mọi người ơi. Google Maps xịn chưa, có chế độ xem trực tiếp. Không biết trên này có nhìn rõ không. Wow, xịn chưa. Look at this. Oh. Giảm độ sáng thì ăn đi bụng là sao. Giống Việt Nam chưa. Sợt. Đây này, rất là giống hỗ trợ ở Việt Nam luôn. Chợ đêm Việt Nam. Hôm nay chúng tôi lại đi uống trà sữa. Thử một quán trà sữa mới. Ủa, tiện vãi để ở ngoài này cho mình chọn luôn. Hôm qua tao uống cũng tầm 4. Ừ, ăn trà latte đi. Ăn trà latte đắt quá. Tao uống tầm 1 ô. Ê, chân châu gọi là tapioca đấy. Là tao biết. Hàng kia có dùng cái khoái quá, hiện tại chúng mình đã chuyển ra hàng khác. Tại vì thẻ bị sao ấy, chẳng nhận gì cả. Nhưng mà cũng may bởi vì đã tìm thấy hàng trà sữa nổi tiếng hơn. Bữa này có cảm giác ấy hơn. Ơ, bữa nào sẽ tội mày ơi, vào không? Chú nữa nhá. Có đồ uống trà sữa mang vào không? Không có. Bây giờ đã là mấy giờ nhỉ? 5 giờ. Ta đoán chúng mình vừa đi mò nét cả chân và mua sẵn là ta đủ. Nhưng mà ta ôi bây giờ đã không biết đi đâu và đang hơi mỏi chân một chút, nhưng mình sẽ ngồi đây tận hưởng không khí một chút. Ở bây giờ ở Việt Nam mọi người đã sắp đi ngủ rồi. Tại sao mọi người đi ngủ? Nên là mình đang hơi buồn ngủ một chút. Nhưng mà kiểu hôm nay cứ đi không mục đích ấy. Kiểu cứ đi thôi ấy. Xong rồi điền đâu rồi sau Google Maps mình đấy. Nhưng mà vẫn không bị lạc cho lắm. Trừ cái đoạn lúc nãy. Cái hút rác siêu to khổng lồ này mọi người. À quên, máy hút bụi siêu to khổng lồ chứ. Đó. Xịn chưa, xịn chưa. Ốc. Hai bạn này đang dậy uống trà sữa cùng mình. Và rất nhiều chim. Chanh nhoi mềm mềm. Bên này mọi người dùng rất nhiều cái xe kéo đi chợ này.
Hay mình vác vali đi. Đấy, nếu không có xe kéo mọi người sẽ phải chật vật như thế này nha. Bây giờ cái này chật vật thôi, xe kéo nào được mình được. Rồi chúng mình đi về đây. Tạm biệt. Bây giờ mỗi người một chuyến tàu. Mình sẽ đi tàu, còn bố sẽ đi tram về đâu đó, không biết. Về Nhật Bản. Ừ, nhà mày ở đâu? Nhà tao bãi cát. Bye bye. Đây là chiến lợi phẩm ngày hôm nay. Đi cả ngày để mua một hộp sâu. Hello. Thì kiểu là mình cũng muốn bật máy lên. Đáng lẽ là định kết thúc video rồi, nhưng mà muốn bật máy lên để tâm sự mọi người một tí về hai ngày vừa rồi ở Hà Lan. Thì thực ra là đây là bữa tử tế đầu tiên mà mình nấu. Nó cũng chỉ là gà tẩm bột và spaghetti thôi. Nhưng mà đây là bữa đầu tiên tử tế mà mình nấu. Mấy hôm vừa rồi mình toàn linh tinh ấy. Xin lỗi bố mẹ nha, bố mẹ xem đoạn này thì chắc bố mẹ sẽ hơi lo. Nhưng mà con vẫn sống tốt thôi, bố mẹ đừng lo. Đó. Thì kiểu thực ra là mình cũng chưa đến lúc đi học ấy. Mình có một tuần trước khi sang thì kiểu làm quen với cả làm quen với môi trường, với cả quen với múi giờ. Thì mới có 2 ngày thôi, mặc dù mình vẫn hơi bị jet lag một tí. Mình hay buồn ngủ cái tầm mà mình đi ngủ ở Việt Nam là tầm 6 giờ chiều. Mình rất là buồn ngủ luôn. Đấy thì mấy hôm nay, hai hôm nay thì mình đều ra ngoài chơi. Hôm qua thì mình lên Den Haag Central, hôm nay thì lên Rotterdam với bóng. Thì sau 2 ngày thì mình cảm thấy như là Hà Lan chính là cái đất nước mà mình thuộc về ấy. Tức là kiểu mọi người không biết mọi người có hiểu cảm giác mà khi mà mình đến một đất nước, để mình đến một nơi mới, xong mình đã ngay lập tức cảm thấy connect với cái nơi đấy không? Mọi người hiểu cảm giác đấy không nhỉ? Đấy, thì mình cảm thấy như thế. Kiểu tất cả mọi thứ đều cảm thấy rất là đúng ấy. Nên là mình rất là mong chờ những ngày sắp tới ở Hà Lan thì không biết sẽ có điều gì xảy ra nữa. Nhưng mà mình đều rất là mong chờ tất cả mọi thứ đến với mình. Mặc dù 2 ngày thì không phải lúc nào cũng vui. Tại vì lúc mà đi chơi về, đặc biệt là những cái lúc mà đi chơi về một mình ở trong căn phòng trống 4 bức tường. À đâu, 1, 2, 3, 4, 4 bức tường thì mình thấy cũng khá là cô đơn. Nhưng mà mình lại nghĩ là đấy cũng không phải thời gian cô đơn đâu. Mình sợ là mình sẽ bị nhầm lẫn cảm giác cô đơn với cảm giác mà mình cần khoảng thời gian cho riêng mình. Đấy, mình cảm thấy rất là cần những khoảng thời gian dành cho một mình, bản thân mình như thế. Thì mình đều trân trọng tất cả thời gian ở với bạn bè và ở với bản thân mình thì mình đều trân trọng hết. Nên là mình sẽ tận hưởng tất cả mọi thứ một cách tốt nhất. Chả biết nói gì ngoài là mình rất vui cả. Với cả sắp tới thì mình cũng sẽ cố gắng quay thật nhiều video ở đây cho mọi người xem để mọi người vui cùng mình nha. Còn bây giờ mình phải ăn hết đây, cái hôm sẽ muộn mất. Bây giờ đã là 9 giờ rồi mình mới đang ăn. Tại vì ở đây 9 giờ mới hoàng hôn nên mình cứ bị ăn muộn ý. Thời gian nếu mà tính giờ Việt Nam mà đang ăn đêm ở nhà đấy.